Tiểu thuyết Thằng Cười, tác giả Victor Hugo, người đọc Trần Châu. Tôi nhận thấy trong số quý vị, người nào đi dạy thủng để lòi ngón ra cũng đều lợi dụng việc đó để gạt chân lên những khán giả phía trước. Thành thứ buộc các bà phải nhận xét rằng đế dài luôn thủng ở đầu xương bàn chân. Các ngài nên bớt dơ bàn chân, nên chìa bàn tay ra nhiều hơn. Từ trên này tôi nhìn thấy có những tên lung manh đang thọc móng vuốt tài tình của chúng vào túi những con người khờ dại bên cạnh. Các chàng móc túi thân mến ơi, nên biết ngưỡng một tí. Các chàng muốn đánh đấm đồng bào thì tùy ý, nhưng chớ bóc lột họ, bị các người đấm sưng mắt, người ta không giận bằng bị các người xoay mất một xu. Các người cứ việc quỷ hoại mặt mũi được, dân tư sản quý tiền bạc hơn sắc đẹp. Giả lại xin các người hãy nhận những thiện cảm của tôi. Tôi không hề có cái tính dởm đời là miệt thị dân kẻ cấp đâu. Điều xấu vẫn luôn luôn tồn tại, mọi người đều chịu đựng điều xấu và mọi người đều làm điều xấu. Không ai không có sâu bọ tội lỗi của mình. Tôi chỉ nói loại sâu bọ ấy thôi. Tất cả chúng ta ai chẳng có chỗ ngứa. Chúa gãi khi Chúa bị quỷ sứ châm. Bản thân tôi cũng có lỗi với các ngài. Hãy vỗ tay. Ulysses phát một cử chỉ dài rồi nói ác bằng những lời cuối cùng này. Thưa quý vị quân tước và quý ông, tôi thấy bài nói của tôi đã được hân hạnh làm mất lòng quý vị. Tôi xin cáo biệt các lời hò hét của quý vị một lúc. Bây giờ tôi xin đổi lại cái đầu của tôi vào và buổi diễn sắp bắt đầu. Ông bỏ giọng diễn thuyết để lấy giọng thân mật. Whiplash, mày nghĩ thế nào về tất cả cái lũ lung manh ấy? Như người ta biết, từ 40 năm nay nước Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực vì sự kích động của những đầu óc cay độc và sanh ma này. Người Anh xưa kia hiếu chiến, còn bọn này đa sầu và dĩ giáp. Họ tự đã khinh miệt luật pháp, bất chấp uy quyền của nhà vua. Tao đã làm tất cả những gì mà tài hùng biện của con người có thể làm được. Tao đã không tiếc dùng những quán vũ đẹp đẽ như những chàng trai mới lớn. Họ đã dịu đi chưa? Đang ngờ lắm, còn chờ đợi gì ở một dân tộc ăn uống quá ư kỳ lạ, lúc nào cũng nhồi nhét thuốc lá. Đến bức xương này, cả như ông nhà văn thường thường sang tác cũng phải ngậm tẩu ở miệng. Không cần, ta cứ diễn thôi. Có tiếng dòng treo màn trượt trên lao sắt, tiếng trống của hai cô gái cũng chấm dứt. Ulysses lấy bộ quần áo rách trên móc xuống, diễn phần giáo đầu, nói kẻ hừ, Whiplash, bí mật thôi. Đoạn ông xô đẩy với con sói. Trong khi ấy, cùng lúc lấy bộ áo rách, ông đã lấy ở trên đinh xuống bộ tóc giả rối bù và dứt nó vào một góc gần tầm tay. Buổi diễn giữa hồng quang chiến bại tiến hành gần như thường lệ, nhưng bớt phần ánh sáng xanh và các thứ đèn thần. Con sói cũng diễn rất tận tình. Vào lúc định sẵn, Dea xuất hiện rồi nói bằng giọng nói run run và thần thánh. Cô kêu gọi Whiplash, cô giơ hai tay ra tìm cái đầu nó. Ulysses nhảy bổ đến độ tóc giả, giờ bù nó lên, đổi nó vào rồi nhẹ nhàng vừa nín thở tiến cái đầu bù vào bàn tay Dea. Đoạn tập trung hết tài nghệ và bắt chước giọng nói của Whiplash với một tình yêu rất khó tả. Ông hát lời con quái vật đáp lại tiếng gọi của thần linh. Tài bắt chước khéo quá khiến lần này nữa hai cô ngỗng được lại đưa mắt tìm Whiplash và tỏ ra hốt hoảng vì nghe tiếng mà không thấy Whiplash. Gobicum kinh ngạc dẫm chân hoan hô vỗ tay làm ầm ĩ kinh khủng và một mình cười như có cả một tốp thần linh. Phải công nhận là tên thầu bàn này phát huy một tài nghệ khán giả hiếm có. Phoebe và Venus, những người mái do Ulysses bấm lò xo, lại làm rùm beng như thông lệ với show nhạc cụ bằng đồng và da lừa để chấm dứt buổi biểu diễn và tiễn công chúng ra về. Ulysses ngẩng lên, mồ hôi ướt đẫm. Ông nói khẽ với Omo, mày hiểu không, phải kéo dài thời gian. Tao cho là chúng mình đã thành công, tao đã xoay sở không đến nỗi tồi, vậy mà chính tao là người có quyền lo lắng cuối cùng. Từ nay đến mai, Whiplash còn có thể trở về đây, không cần phải giết chết Dea ngay. Tao giải thích sự việc cho mày biết đấy. Ông bỏ bộ tóc giả ra và lao tráng. Ta là một tay nói giọng bụng thiên tài, ông thì thầm. Tài của ta thật bất hủ, ta có thể sánh với Brabant, tay nói giọng bụng của vua Pháp, François đệ nhất. Dea yên trí là Whiplash vẫn đang ở đây. Bố ơi, Dea nói, Whiplash đâu? Ulysses giật mình quay lại, Dea đang đứng ở cuối sân khấu dưới cái đèn treo trên trần, mặt tái mét. Cô nói tiếp với một nụ cười thất vọng khó tả. Con biết anh ấy đã rời bỏ chúng ta, anh ấy đã đi rồi, con biết là anh ấy có cánh mà. Và ngước đôi mắt trắng giả nhìn vào cõi vô biên, cô nói thêm, còn con thì bao giờ đây? Ba La Mã,
những vụ rắc rối. Ông đã không đánh lừa được. Có phải lỗi tại tài nói giọng bụng của ông không? Chắc chắn là không. Ông đã đánh lừa được Phoebe và Venus có mắt, chứ không lừa nổi DA mù. Vì ở Phoebe và Venus chỉ có con người là sáng suốt, còn ở DA chính trái tim đã nhìn thấy rõ. Ông không thể trả lời một tiếng nào, và ông nghĩ thầm, bò trên lưỡi. Người sửng sốt có một con bò trên lưỡi. Trong những cảm kích phức tạp, nhục nhã là cảm xúc xuất hiện đầu tiên, rồi suy thầm nghĩ, ta đã hoài phí tài bắt chước tiếng của ta. Và như mọi người mơ mộng bị dồn đến chân tường, không còn phương sách gì nữa, ông tự sĩ giả, thất bại hoàn toàn. Thế là ta đã hoài công dùng hết cách để hòa âm. Bây giờ rồi ta sẽ ra sao đây? Ông nhìn Dea, cô vẫn im lặng, mỗi lúc một thêm tái nhợt không nhúc nhích. Cặp mắt mù vẫn đăm đăm nhìn vào chốn xa vời. Một sự kiện bỗng đến kịp thời. Sĩ thoáng thấy trong sân ông chủ Nicholas tay cầm đèn ra hiệu với mình. Ông Nicholas không giữ phần cuối vở kịch ma do Isis đóng. Vì có người gõ cửa quán rượu, ông Nicholas phải đi mở cửa, có hai lần gõ cửa. Thành thử ông chủ Nicholas vắng mặt hai lượt, mãi bận với bài độc thoại trăm giọng nên Isis không biết việc đó. Thay ông chủ Nicholas câm lặng vậy, Isis bước xuống, ông đến gần người chủ khách sạn. Isis để một ngón tay lên miệng, ông Nicholas cũng để một ngón tay lên miệng. Cả hai cứ thế nhìn nhau. Người này bảo với người kia, ta nói chuyện, nhưng cần phải kín miệng. Ông chủ tiệm lẳng lặng mở căn phòng thấp của quán rượu. Ông Nicholas bước vào. Isis bước vào. Ngoài họ ra không có ai hết. Mặt hàng nhìn ra đường. Cả cửa trong lẫn cửa ngoài đều đóng kín. Ông chủ quán đóng sập cái cửa ra sân lại. Làm anh chàng Gobicum tò mò chưng hửng. Ông Nicholas đặt đèn lên bàn. Cuộc đối thoại bắt đầu. Giọng nói rất khẽ như tiếng thì thầm. Ông Isis. Vì thế ông Nicholas cuối cùng thì đã hiểu ra. Ô hay, ông muốn làm cho con bé mụ đáng thương kia tin rằng ở đây mọi việc vẫn bình thường. Chẳng có luật nào cấm nói giọng bụng. Ông có tài đấy. Không, thật thần tình hết sức. Ông muốn nói gì cũng được. Tôi bảo ông là không mà. Bây giờ tôi có điều muốn nói với ông. Chuyện chính trị chăng, tôi cũng chẳng biết. Tôi sẽ không nghe đâu. Đây, trong lúc ông một mình diễn vở tuồng và đóng vai công chúng, con người gõ cửa tiệm rượu. Có người gõ cửa à? Phải, tôi không thích chuyện đó. Tôi cũng vậy. Rồi sao? Rồi tôi ra mở. Ai gõ thế? Người đã nói với tôi. Y nói gì? Tôi đã nghe y. Ông đã trả lời thế nào? Chẳng trả lời gì cả. Tôi đã trở vào xem ông diễn. Thế rồi? Rồi có người gõ cửa lần thứ hai. Ai? Vẫn người ấy sao? Không, người khác. Lại một người nữa đã nói với ông. Một người chẳng nói gì với tôi cả. Họ thích thằng ta hơn. Tôi thì không. Ông nói rõ đi ông Nicholas. Ông thử đoán xem người đã nói lần đầu là ai. Tôi không có thì giờ làm edit. Đấy là ông chủ rạp xiếc. Bên cạnh đây. Bên cạnh đây. Nơi có nhạc nhạc điên. Điên. Thế rồi. Thế rồi. Này ông Isis. Lão muốn đề nghị với ông. Đề nghị à? Đề nghị. Tại sao? Làm gì? Ông Nicholas à? Ông hơn tôi một điểm. Vì ban nãy ông hiểu được điều bí ẩn của tôi. Còn tôi bây giờ tôi lại không hiểu bí ẩn của ông. Lão chủ rạp xiếc cậy tôi nói với ông rằng sáng nay lão đã trông thấy đoàn cảnh binh đi qua, rằng lão là chủ rạp xiếc. Lão muốn tỏ ra là bạn của ông. Lão đề nghị mua lại của ông với giá 50 liu sterling tiền mặt, cái xe, cái hộp xanh, hai con ngựa, kèn trống với cả mấy cô thổi kèn, giới tuồng của ông, với cô mù hát theo, con sói và cả ông nữa. Isis mỉm cười khinh mạ. Ông chủ quán Tacaster này, ông nói với ông chủ rạp xiếc rằng Wimplan sẽ trở về. Người chủ quán cầm một cái gì đó trên ghế trong bóng tối và ngoảnh lại phía Isis, giơ cao cả hai cánh tay để thõng ở hai bàn tay này một chiếc áo khoác, ở bàn tay kia một chiếc lá sen bằng da, một cái mũ da và một ao len thủy thủ. Ông Nicholas nói, người gõ cửa lần thứ hai là một viên cảnh binh, y chẳng nói chẳng rằng đi vào rồi lại đi ra và đã đưa thứ này đến. Isis nhận ra miếng lá sen, chiếc áo len, cái mũ và tấm áo khoác của Wimplan. Bốn La Mã, tường điếc có chuông câm. Isis nắng nắng lớp da mũ, lần da áo khoác, lớp len chiếc áo thủy thủ, tấm da, tấm lá sen, không thể ngờ vực gì nữa về những di vật ấy, và bằng một cử chỉ ngắn gọn hách dịch, chẳng nói một lời, chỉ cho ông Nicholas cánh cửa quán rượu. Ông Nicholas mở cửa. Isis liền lao bổ ra khỏi quán. Ông Nicholas nhìn theo và thấy Isis đang đem hết sức tàn của đôi chân già
chạy về hướng sáng nay viên thiết trưởng quan đã dẫn Gwynplaine đi. 15 phút sau, Isis hổn hển lên cái ngõ nơi có cái tổng nhà ngục nhỏ Sawas, và là nơi ông đã đứng quan sát suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngõ này không cần phải đến nửa đêm mới vắng vẻ, nhưng ban ngày nó buồn, còn ban đêm thì đáng nghi ngại. Quá một giờ nào đó, chẳng ai dám mạo hiểm bén mảng đến đấy. Dường như người ta sợ hãi bức tường xích lại gần nhau. Và nếu nhà tù và nghĩa địa bỗng dở chứng ôm hôn nhau, thì người ta hái bị chết chẹt vì chữ chỉ âu yếm ấy. Ảnh hưởng đến đêm tối, những cái liễu cục của ngõ Vauvert ở Paris cũng vì thế mà mang tiếng không hay. Người ta cho rằng ban đêm những cành cục còn lại biến thành những bàn tay to tóm chặt lấy những người qua đường. Như chúng tôi đã nói, do bản năng, nhân dân Southwark vẫn cứ tránh cái phố giữa nhà tù và nghĩa địa này. Trước kia, ban đêm phố được chắn bằng một sợi xích sắt. Thật là vô ích, vì sợi xích tốt nhất để chắn giữ đường phố này là nỗi sợ hãi do đường phố gây nên. Isis cương quyết đi vào phố. Ông đang có ý nghĩ gì? Chẳng có ý nghĩ gì cả. Ông đến phố này khi được biết tin. Ông có định gõ cửa nhà ngục không? Chắc chắn là không. Phương sách hải hùng và vô hiệu ấy không nảy ra trong đầu óc ông. Muốn toan vào đấy để hỏi một tin tức chăng? Có mà điên. Nhà tù không mở cửa cho kẻ muốn ra, cũng chẳng mở cửa cho kẻ muốn vào. Bản lề nhà tù chỉ xoay theo luật pháp. Điều đó Isis thừa biết. Vậy ông đến phố này làm gì? Để nhìn. Nhìn gì? Chẳng nhìn gì cả. Nhìn cái không biết, nhìn cái có thể nhìn. Lại đến trước cánh cửa nơi Gwynplaine đã biến mất. Thế cũng đã là một việc rồi. Đôi khi bức tường đen tối nhất, cao có nhất cũng lên tiếng. Và giữa những hòn đá cũng có một tia ánh sáng thoát ra. Đôi khi từ một đống đổ nát, kín mít tối tăm vẫn có chút ánh mờ. Quan sát vẻ ngoài của một sự việc là một cách nghe ngóng bổ ích. Chúng ta đều có cái bản năng chỉ được một khoảng cách hết sức nhỏ hẹp giữa ta và sự việc ta đang quan tâm. Vì vậy mà Isis đã trở lại cái ngõ có lối vào thấp lè tè của nhà lao. Đúng lúc đặt chân vào ngõ, ông bỗng nghe một tiếng chuông, rồi lại tiếng thứ hai. Kìa, ông nghĩ bụng, đã nửa đêm rồi sao? Bất giác ông bắt đầu đếm. 3, 4, 5. Ông ngẫm nghĩ, tiếng chuông cách nhau xa thật, chậm quá. 6, 7. Và ông nhận xét, âm thanh gì mà bi thảm thế? 8, 9. À, còn gì đơn giản hơn? Ngồi trong nhà tù thì đến đồng hồ cũng phải ủ rũ. 10. Với lại nghĩa địa ở ngay đây, cái chuông này vừa báo giờ cho người sống, vừa báo kiếp ngàn thu cho người chết. 11. Chao ôi, nhất vật tại tù như thiên thu tại ngoại. 12. Ông dừng lại, đúng, nửa đêm rồi. Chuông bỗng điểm tiếng thứ 13. Isis rùng cả mình. 13. Lại có tiếng chuông thứ 14, rồi tiếng thứ 15. Thế nghĩa là thế nào? Tiếng chuông vẫn tiếp tục cách quãng khá dài. Isis lắng nghe. Không phải chuông đồng hồ, đây là chuông muta, hèn gì. Mình bảo nửa đêm sao lại gõ lâu thế? Chuông này có gõ đâu, nó thánh thót, có gì buồn thảm xảy ra thế không biết. Ngày xưa các nhà tù cũng như các tu viện đều có chuông riêng, gọi là chuông muta, dành cho những trường hợp buồn bã. Muta chuông câm là một thứ chuông thánh thót rất khẽ, có vẻ như cố sức không cho ai nghe thấy. Isis đã đến đứng ở chỗ thuận tiện cho việc rình nắp, nơi ông đã theo dõi được nhà tù phần lớn ngày hôm nay. Tiếng thánh thót vẫn nối tiếp nhau cách quãng rùng rợn. Lưỡi chấm câu của tiếng chuông nguyện trong không trung thật là độc ác. Nó đánh dấu những đoạn buồn bã trong lo lắng của con người. Tiếng chuông nguyện không khác gì tiếng cười rên rỉ, báo hiệu giờ phút lâm chung. Nếu đây đó trong các gia đình ở quanh vùng, chuông điểm đây đó đã có những giấc mơ đang chờ đợi, thì tiếng chuông nguyện kia cắt chúng ra từng đoạn cứng nhắc. Mơ mộng mông lung là một kiểu trốn tránh, trong khắc khoải thường có một cái gì lờ mờ giúp cho hy vọng nảy sinh. Tiếng chuông nguyện sầu thảm xác định rõ ràng. Chuông nguyện hủy bỏ trạng thái lờ mờ ấy, và trong trạng thái dẫn đục mà lo lắng, cố đứng lơ lửng, chuông nguyện buộc nó phải lắng xuống thành chất kết tủa. Tiếng chuông nguyện tùy từng người mà nói theo chiều hướng buồn phiền hay sợ hãi của họ. Tiếng chuông bi đát ư, điều đó liên quan đến anh, cảnh cáo. Không gì ám đạm bằng một bài reo thoại theo nhịp điệu đó, nhưng lần quay lại đều biểu thị một ý định. Chiếc búa ấy, tức là cái chuông, định rèn gì trên cái đe ấy, tức là trên tư tưởng. Isis miên man đếm những tiếng thánh thót của hồi chuông nguyện, mặc dầu chẳng có mục đích gì cả. Cảm thấy mình đang trên đà trôi trượt,
ông cô Tranh không phỏng đoán gì cả. Phỏng đoán là một dốc, trên đó con người thường đi quá xa vô ích. Tuy nhiên, từng chuông kia có nghĩa là thế nào? Ông nhìn vào bóng tối, chỗ ông biết có cái cửa nhà lao, thình lình đúng chỗ ấy, chỗ cái lỗ đen ngòm, bỗng có một vệt đỏ cứ lớn dần và trở thành một ánh sáng. Vệt đỏ ấy không có vẻ gì là một ánh mờ mờ, nó có ngay hình dáng và góc cạnh. Cánh cửa nhà ngục vừa mới xoay trên bản lề, vệt đỏ làm nổi bật hình tò giò và khung cửa. Nó chỉ he ra chứ không mở hẳn. Nhà tù có bao giờ mở to, nó chỉ mở hé, có lẽ vì buồn khuyền. Cánh cửa cổng để cho một người đi qua, tay cầm bó đuốc, tiếng chuông vẫn không gián đoạn. Ulysses cảm thấy bồn chồn vì hai mối bận tâm. Ông đứng im, tay chăm chú nghe tiếng chuông nguyện, mắt chăm chú nhìn bó đuốc. Sau khi người kia đi qua, cánh cửa từ nãy chỉ hé, mở rộng hẳn và để cho hai người nữa ra, rồi một người thứ tư. Người thứ tư này là lão thiết trưởng quan, trông rất rõ nhờ ánh đuốc. Lão vẫn cầm cây gậy sắt trong tay. Theo sau lão thiết trưởng, từ dưới cổng tò vò, một số người lặng lẽ tiến ra thứ tự. Hai anh một cứng đờ như một dải cột biết đi. Đoàn người trong đêm khuya ấy cứ từng cặp vượt qua cánh cửa thấp lè tè, như những cặp đôi trong một đám rước của những người ăn năn tội, không gián đoạn như những cố gắng bi thảm, không gây tiếng động, trang trọng, hầu như nhẹ nhàng. Một con rắn trườn ra một cái lỗ cũng thận trọng như thế. Ngọn đuốc đã làm nổi bật các bộ mặt nhìn nghiêng sang nai đã dẫn Gwynplaine đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, dẫn những người ấy, họ xuất hiện lại. Tất nhiên rồi, Gwynplaine cũng sẽ xuất hiện. Họ đã dẫn nó đến đấy, bây giờ họ đang dẫn nó ra. Thật rõ ràng, mặt Ulysses cũng chăm chú hơn. Họ có thả Gwynplaine ra không? Hai hàng cảnh sát từ mái dòm tháp tuôn ra rất thong thả, như từng giọt một. Tiếng chuông vẫn không ngừng như gõ nhịp cho bước đi. Ra khỏi nhà tù, đoàn người ngoảnh lưng lại Ulysses, rẽ sang phải, đi vào đoạn phố đối diện với đoạn ông đứng nấp. Một ngọn đuốc thứ hai bỗng sáng lên dưới cổng tò vò, dấu hiệu đoàn người sắp chấm dứt. Ulysses sắp thấy họ đem cái gì đi, tên tù nhân, con người ấy. Ulysses sắp thấy Gwynplaine, cái họ đem đi xuất hiện kia rồi. Đấy là một chiếc quan tài. Bốn người khiêng một chiếc quan tài trên phủ một tấm dạ đen. Theo sau họ, một người đàn ông vác sẻng, một ngọn đuốc thứ ba bập bùng trong tay một nhân vật đang đi đọc quyển sách. Ông này chắc phải là một thầy tư tế kết thúc đoàn người. Chiếc quan tài nhập vào đoàn cảnh sát đã rẽ sang phải, đồng thời đầu đoàn người đứng lại. Ulysses nghe tiếng chìa khóa rít ken két đối diện với nhà lao trong bức tường thấp trải dài bên kia phố. Một lỗ cửa thứ hai chợt sáng lên nhờ một ngọn đuốc đi qua phía dưới. Cánh cửa ấy, bên trên ta nhận thấy có chiếc đầu lâu là cửa nghĩa địa. Lão thiết trưởng bước qua cái cửa ấy, tiếp đến là mấy người đàn ông. Rồi ngọn đuốc thứ hai, sau ngọn đuốc thứ nhất, đoàn người cứ ngắn dần như con rắn chui đầu vào hang. Toàn bộ đoàn cảnh sát chui vào trong bóng tối thứ hai bên kia cửa. Rồi chiếc quan tài, rồi người vác sẻng, rồi thầy tư tế với cây đuốc, với quyển sách và cánh cửa lại đóng kín lại. Chỉ còn một chút ánh sáng le lói phía trên một bức tường, văng vẳng có tiếng nói lào thào, rồi tiếng thùng thục. Chắc hẳn thầy tư tế và mấy người phu đào nguyệt đang hát lên chiếc quan tài. Một người hát những câu kinh, một người hát những sẻn đất. Tiếng lào thào chấm dứt, tiếng thùng thục cũng chấm dứt. Có tiếng rụt rịch, các ngọn đuốc sang lên. Lão thiết trưởng lại đi qua, tay giơ cao chiếc gậy sắt, dưới cái cánh cửa mở lại của nghĩa địa. Rồi thầy tư tế quay ra với quyển sách, người đào nguyệt với cái sẻn, đoàn người tái hiện không có quan tài. Hàng người đôi vẫn âm thầm theo hành trình cũ, giữa hai cánh cửa nhưng ngược chiều. Cánh cửa nghĩa địa lại đóng vào, cánh cửa nhà tù lại mở ra. Cái dòng mộ địa của chiếc cổng tò vò lại nổi lên. Đường hành lang tối mò lại mờ mờ xuất hiện. Cảnh đêm đen dày đặc của nhà ngục lại rành rành trước mắt, và toàn bộ hình ảnh ấy lại chui hết vào trong bóng tối. Tiên chu nguyện tắt hẳn, im lặng. Ổ khóa bi thảm của tâm tối đến chấm dứt tất cả. Bóng ma tan biến, chỉ có thế thôi. Một đoàn yêu quái đi qua rồi tiêu tán. Cứ xích gần những việc trùng hợp logic lại, cuối cùng sẽ tạo thành một cái gì giống như điều tất yếu. Sau việc Gwynplaine bị bắt, sau lối bắt vớ thầm lặng đó, đến số quần áo do cảnh sát đem về, đến tiếng chuông nguyện của nhà tù nơi nó bị dẫn tới. Lại ghép thêm, ta cần nói rõ hơn điều bi đát trên đây. Một chiếc quan tài hạ nguyệt. Nó chết rồi, Ulysses hét lên. Ông ngồi phịch xuống một cái cột mốc. Chết, người ta giết nó rồi, Gwynplaine ơi, con ơi.
con trai của bố ơi. Rồi ông khóc nức nở.